ca sĩ Tuấn Hưng bị xem xét xử phạt. Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đang xem xét xử phạt ca sĩ Tuấn Hưng về hành vi vi phạm tiếng ồn nơi công cộng. Khi thường tổ chức live show tại ban công ngôi nhà trên phố Hàng Khay, ngày 5 tháng 9, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội xác nhận thông tin phòng tư pháp quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, lập biên bản, xem xét xử phạt ông Nguyễn Tuấn Hưng tức ca sĩ Tuấn Hưng về hành vi vi phạm tiếng ồn ở nơi công cộng. Theo đó, thời gian gần đây, nam ca sĩ này thường tổ chức live show tại ban công một ngôi nhà trên phố Hàng Khay, quận Hoàn Kiếm. Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cho biết, rất hoan nghênh các hoạt động cộng đồng không thu phí của ca sĩ Tuấn Hưng, nhưng Việt Nam ca sĩ này tự ý tổ chức những buổi biểu diễn có sự tham gia đông, người tiềm ẩn nhiều rủi ro như không đảm bảo về phòng dịch, an ninh trật tự cũng như công tác phòng cháy chữa cháy hoặc các sự cố khác. Trao đổi với báo Người Lao Động, một lãnh đạo phòng quản lý nghệ thuật thuộc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho biết phòng đã phối hợp với quận Hoàn Kiếm tiến hành xác minh, làm việc với các bên liên quan. Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm sẽ chủ trì xử lý và có thể ra quyết định xử phạt đối với ca sĩ Tuấn Hưng trong thời gian tới. Ca sĩ Tuấn Hưng, tên thật là Nguyễn Tuấn Hưng, sinh ngày 5 tháng 10 năm 1978 tại Hà Nội. Anh được công chúng biết đến đầu tiên qua vai trò là thành viên của nhóm nhạc Quả Dư Hấu. Khi trở thành ca sĩ solo, Tuấn Hưng gây ấn tượng qua các ca khúc Tình yêu lung linh, Tình là gì, Dị vãng cuộc tình, Chia xa, Tình yêu nào phải trò chơi. Nam ca sĩ này cũng ra nhiều album, Ảo giác, Anh nhớ em, Tìm lại bầu trời, Tình yêu phôi pha, Tuấn Hưng, nhạc xưa, Tình là gì, Đêm định mệnh, Vẫn nhớ hai. Danh Chiếu Linh được trao danh hiệu Mister Global 2021. Danh Chiếu Linh được Chủ tịch cuộc thi Mister Global trao lại giải Nam Vương Toàn cầu 2021 vì người đương nhiệm bảo danh hiệu. Chủ tịch tổ chức Mister Global, ông Pradit Pradinen cho biết, vì lý do cá nhân, người mẫu Tây Ban Nha Miguel Angel Lucas Carrasco không thể hoàn thành nhiệm vụ với tư cách Mister Global. Sau khi xem xét, chúng tôi quyết định trao lại danh hiệu cho Á Vương 1. Tôi tin tưởng Danh Chiếu Linh sẽ đảm nhiệm tốt ở vị trí mới. Danh Chiếu Linh nhận xác xơ đại diện cuộc thi. Anh nói sẽ không làm cho ban tổ chức và công ty chủ quản thất vọng, tự tin có thể thu xếp lịch trình đến các quốc gia tham gia sự kiện, hoạt động thiện nguyện, truyền cảm hứng cho giới trẻ. Vào tháng 10, anh sẽ đến Si An Mai, Thái Lan và Ấn Độ theo kế hoạch của ban tổ chức trong vai trò của Nam Vương. Danh Chiếu Linh cho biết, anh cũng sẵn lòng tham gia các hoạt động của Mister Global, bởi đây là những cơ hội hiếm có để anh vừa có thể được trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn, làm được nhiều điều có ích hơn và có thể giới thiệu về con người, đất nước Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Danh Chiếu Linh cho biết, anh sẽ dành thời gian nhiều hơn để học tập, rèn luyện để đảm nhận vai trò mới được tốt nhất. Được biết, phía ban tổ chức Mister Global nói Miguel Angel Lucas Carrasco của Tây Ban Nha đã không hoàn thành những yêu cầu của một người đương nhiệm danh hiệu, nên họ đã thu hồi danh hiệu và trao cho Á Vương 1 của cuộc thi. Sau buổi công bố chính thức hôm nay, Mister Global 2021, Danh Chiếu Linh sẽ tiếp nối hành trình của một Nam Vương toàn cầu, thực hiện các nghĩa vụ của một Nam Vương trong 5 tháng tiếp theo, bao gồm cả việc trao vương miện cho người chiến thắng mùa giải 2022 của Mister Global. Trong thời gian giữ danh hiệu, Nam Vương Toàn cầu, Danh Chiếu Linh sẽ cùng tổ chức Mister Global tham gia các hoạt động thiện nguyện ở nhiều quốc gia trên thế giới, nỗ lực hành động nhằm mang lại sự thay đổi tích cực, nâng cao nhận thức của cộng đồng thế giới về các nguyên nhân gây ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường, góp phần bảo vệ môi trường sống xanh của thế giới. Chiếu Linh sinh năm 1996 trong gia đình dân tộc Khmer ở Lâm Đồng, từng vào top 30 Mister Việt Nam 2019. Anh cao 1,85 m, nặng 83 kg, số đo 3 vòng lần lượt là 107, 79, 100 cm. Anh từng cho biết tham gia cuộc thi để tìm kiếm những trải nghiệm, thử thách mới trong cuộc sống. Hát lại bạn hit anh cứ đi đi, Hari Won được khen ngợi vì không còn phát âm lơ lớ. Hari Won cho thấy sự tiến bộ trong cách phát âm khi đứng trên sân khấu. Thời gian gần đây, Hari Won xuất hiện khá nhiều trên các sân khấu âm nhạc. Người hâm mộ vô cùng vui mừng vì sau thời gian dài tập trung vào vai trò MC cho các game show, nữ ca sĩ cũng đã chịu đi hát trở lại. Xuất hiện trong một đêm diễn mới đây, Hari Won khiến người hâm mộ thích thú khi thể hiện lại bản hit đình đám Một Thời Anh Cứ Đi Đi. Đây là ca khúc thành công nhất trong sự nghiệp âm nhạc của Hari Won tính đến thời điểm hiện tại. Với không gian sân khấu lãng mạn, tiếng nhạc du dương, Hari Won đã có màn thể hiện khá tròn trịa. Đặc biệt, nữ ca sĩ cũng cho thấy được cảm xúc của mình khi đặt vào từng câu hát, giai điệu. Đặc biệt, cộng đồng mạng dành khá nhiều lời khen ngợi cho cách phát âm của Hari Won khi thể hiện ca khúc lần này. Theo đó, Hari Won được dân mạng đánh giá là hát rõ lời và phát âm rất Việt Nam, không còn lơ lớ quá nhiều gây khó chịu như trước đây. Trước đó, Hari Won đã khiến nhiều người lo lắng khi chia sẻ về căn bệnh liệt nửa mặt của mình. Hari cảm thấy mình đẹp nhất là khi mình cười, nhưng bây giờ không còn cười được nữa. Đó là một điều rất khủng khiếp. Ban đầu Hari rất stress mọi người. Bác sĩ bảo đang stress nữa, nhưng mỗi lần mình nhìn mặt mình là mình stress. Giờ mình không tập thể dục gì hết. Đi quay thì cứ quay thôi, mình phải chịu, không thể làm gì hết. Nữ ca sĩ chia sẻ thêm rằng chính vì sự cố này mà suốt nhiều ngày qua coi cảm thấy rất buồn bã. Thế giới như sụp đổ nhưng vẫn phải cố gắng hoàn tất nhiều lịch trình còn lại. Tuy nhiên, Hari Won cho biết cô không phải trường hợp bị nặng và có thể hồi phục trong 2 đến 4 tuần. Giữa khai giảng kiểu hoa hậu Đỗ Thị Hà, á hậu Phương Nhi, ăn vận giản dị vẫn xinh đẹp rạng ngời. Không hẹn mà gặp, cả hoa hậu Đỗ Thị Hà lẫn á hậu Phương Nhi đều ghé thăm lễ khai giảng ở quê nhà Thanh Hóa và nhanh chóng ghi điểm nhờ nhan sắc rực rỡ, tính cách thân thiện. Thời gian gần đây, hoa hậu Đỗ Thị Hà và á hậu Phương Nhi thường được nhắc đến cùng nhau vì đều có quê hương Thanh Hóa, lại sở hữu nhan sắc trong trẻo ngọt ngào. Mới đây, cả hai nàng hậu đều có ngày khai giảng đầy ý nghĩa khi ghé thăm trường học ở quê nhà xứ Thanh. Sau 2 năm tốt nghiệp trung học phổ thông Hàm Rồng, á hậu Phương Nhi đã quay về thăm trường cũ. Á hậu 2 của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 đẹp thanh thuần trong tà áo dài trắng, thả tóc xõa và đội vương miện. Nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo của Phương Nhi tỏa sáng ở bất kỳ đâu nàng hậu xuất hiện. Từ khi lọt vào top 3 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 đến nay, Phương Nhi ngày càng được nhiều người yêu quý vì vẻ đẹp trong veo dịu dàng, còn được đặc biệt danh thần tiên tỷ tỷ. Trong chuyến về thăm trường cũ, á hậu Phương Nhi cũng dành tặng một số suất học bổng cho các học sinh. Hành động đẹp của nàng hậu nhanh chóng ghi điểm, cho thấy Phương Nhi không chỉ đẹp người mà còn đẹp nết. Hoa hậu Đỗ Thị Hà thì ghé thăm một trường học khác của Thanh Hóa. Tuy không mặc áo dài nhưng Đỗ Thị Hà vẫn rất khéo léo lựa chọn bộ váy trắng trễ vai kín đáo, hợp với không khí của ngày khai giảng. Đương kim Hoa hậu Việt Nam giải thích rằng vì phải tham dự nhiều sự kiện khác nên cô không mặc áo dài. Tuy nhiên, khán giả vẫn hết lời khen ngợi nhan sắc ngọt ngào cũng như biểu cảm thân thiện của nàng hậu.